chưa biết khi nào mình chết, nhưng mình phải sống cho sạch sẽ và cố gắng vui vẻ nhất có thể. Trong này thật là dơ dáy quá, chắc là cũng phải mất nhiều thời gian. Hình như ông ấy mới vừa ra đây thì phải. Có lẽ ông ấy không đáng sợ như mình nghĩ chút nay. Thôi kệ, dù là bị cầm tù ở đây nhưng vẫn được tự do đi lại, như vậy là may mắn lắm rồi. Tôi thấy cái sân dơ quá nên tôi muốn quét cho sạch sẽ. Cô muốn làm gì thì làm, không cần hỏi ý ta. Ông có chuyện gì muốn sai tôi thì ông cứ nói đi, để tôi làm. Không cần đâu. Ở đây á, cô muốn làm việc gì thì tùy thích, nhưng mà nhớ, đừng có tùy tiện bắt chuyện với ta, cũng đừng có tới gần ta, cũng đừng có quan tâm ta.